Thưa quý vị đồng đạo và cô bác anh chị em, hôm nay là ngày 21 tháng 2 năm 2023, thì ở tại dinh Quảng Cơ Trần Văn Thành có tổ chức lễ kỷ niệm lần thứ 150 ngày giỗ của Đức Cố Quảng. Hiện tại tôi đang đứng trước dinh chánh Quảng Cơ Trần Văn Thành, mời quý vị và đồng đạo cùng với cô bác anh chị em cùng với chúng tôi theo dõi diễn biến của buổi lễ. Nam mô A Di Đà Phật. Đây là cổng vào dinh chánh Quảng Cơ Trần Văn Thành ở ấp Bình Thành, xã Phú Bình, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang quý vị. Đây là đoạn đường vào dinh chánh Quảng Cơ Trần Văn Thành ở Phú Tân quý vị. Đây là tới dinh chánh Quảng Cơ Trần Văn Thành quý vị. Và hôm nay là ngày 21 tháng 2 năm 2023. Cô bác ở khắp mọi nơi tề tụ về dinh chánh Quảng Cơ Trần Văn Thành ở ấp Phú Bình, huyện Phú Tân để cúng vái cầu nguyện cho quốc thế dân an. Đây là quang cảnh ở phía trước dinh chánh Quảng Cơ Trần Văn Thành. Hàng ngàn cô bác từ khắp mọi nơi đổ về dinh chánh Quảng Cơ Trần Văn Thành để cầu nguyện cho quốc thế dân an. Dinh chánh Quảng Cơ Trần Văn Thành ở ấp Phú Bình, xã ở ấp Bình Thành, xã Phú Bình, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. Rất là đông quý vị ơi, hàng ngàn cô bác từ khắp mọi nơi trở về dinh chánh Quảng Cơ Trần Văn Thành để dự lễ đức cố nhân kỷ niệm lần thứ 150 năm và đồng thời cầu nguyện cho quốc thế dân an. Đây là quang cảnh ở dinh chánh Quảng Cơ Trần Văn Thành ở ấp Bình Thành, xã Phú Bình, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang quý vị. Và đây là một cái nơi mà chôn nhau các rốn của Đức Cố Quảng.
ở đây là quê hương của ông. Cô bác từ khắp mọi nơi trở về dinh chánh quảng cơ Trần Văn Thành ở ấp Bình Thành, xã Phú Bình, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang quý vị, để dự lễ ngày Đức Cố Quảng chánh mặt và đồng thời cầu nguyện cho quốc thế dân an. Hàng ngàn cô bác từ khắp mọi nơi trở về dinh chánh quảng cơ Trần Văn Thành ở Phú Tân để dự lễ kỷ niệm ngày Đức Cố vắng mặt và cầu nguyện cho quốc thế dân an quý vị. Ba chỗ đó đúng không? Ở đây.
đây là điểm phát trà đường rồi quý vị các bác. Lục tấp hay gì anh làm lục tấp hay gì ạ? Dạ dạ. Lục tấp quay đây. Ở xứ nhà này nào Phú Bình. Phú Bình đây đúng. À, ở đây dạ dạ. Phú Bình mà xứ nhà luôn. Dạ dạ. Quay được quay cố ở đây nè. Là cái nơi mà cấp mà Đức Cố sinh ra là tại đây luôn. Dạ. Dạ. Cái gì con uống cái gì? Ở đây nè. Còn ở ở trong Láng Linh là cái nơi đó là Đức Cố ngày xưa đi đánh giặc hay sao anh? À. Dạ. Quá lớn rồi, lại Đức Cố hết sức rồi. Quá lớn. Mà có đi vô chậm chưa? Chưa nữa. Dạ. Dạ đây là điểm đẩy nước trà đường miễn phí nè quý vị. Dạ. Bánh tét, thuốc nam, thuốc tây, thuốc tây bên đó đó. Dạ dạ. À, đây là điểm đãi bánh tét nè quý vị. Miễn phí không đồng quý vị. Cho quá đông rồi quý vị ơi. Ở đây là cái nơi mà đã sinh ra Đức Cố. Đây là quê hương của Đức Cố rồi quý vị. Cái này là nước cam hay gì vậy? Nước cam, sữa bắp. Dạ dạ. Cà phê, trà đường, đủ thứ hết. Dạ. Mình ở đâu mà đi lại cái số ở đây luôn hay dạ. Dạ đây là nơi cấp thuốc nam miễn phí nè quý vị. Đây là nơi cấp thuốc tây miễn phí. Đây là nơi đãi bún nè quý vị. À, đây là khu vực cho tàu hủ và rau dâm nè quý vị. Đây là khu vực đãi trà đường. Này mình ở đâu mà mình đi đãi gì con? Ở đây con. Ở đây luôn. Ở đây con coi ra con cá con có ở đây. Vậy sao? Dạ dạ. Đó. Dạ dạ. Con cá con có người quê hương đi xã ở đây. Dạ dạ.
là những nơi đã trà đường miễn phí nè quý vị. Dạ dạ. Quá quý rồi. Dạ. Yeah. Có độ mạnh giỏi nè. Năm nào cũng đãi hết. Cái này chung là nó chuyện đãi trên chả nó bình thường. Năm nay đi năm sáu. Ở đây là nơi chiên tàu hũ để đãi cô bác ở khắp nơi trở về dinh Đức Cố ở Phú Tăng nhân cái ngày Đức Cố vắng mặt quý vị. Thank you.
Mình đây là khu vực đãi trà đường miễn phí quý vị. Đây là khu vực nhà bếp ở nơi dinh chánh quản cơ Trần Văn Thành ở ấp Bình Thành, xã Phú Bình, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang quý vị. Mình ở đâu mà đi đãi vậy anh? Ở Phú Bình đây. Ở đây luôn. Dạ, dạ quý quá quý rồi. Dạ chúc anh nhiều sức khỏe anh. Dạ dạ. Đây là khu vực đãi nước cam quý vị. Mà đi giá mà lấy cái bao mình ở đâu mà đi đãi từ thiện gì con? Ở gần đây luôn. Dạ dạ dạ. Dạ vậy là quý. Dạ. Quý quá quý rồi. Dạ vậy chúc con nhiều sức khỏe để làm từ thiện nha con. Dạ dạ. Mình ở đâu mà đi lãi vậy chị? Ở đây. Ở gần đây luôn. Dạ dạ. Ở Phú Tân. Dạ. Thì làm cái hả? Mà quay vô cái gì bất cỡ. Chị thôi để ăn. Ở đây là tất cả các cái vật thực như là bầu bí mớp, tất cả các loại để mà chuẩn bị để cho cô bác ở khắp mọi nơi trở về đây, tức là dinh chánh quản cơ Trần Văn Thành ở ấp Phú Bình, xã Bình. Ở ấp Bình Thành, xã Phú Bình, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang quý vị. Nhân cái ngày Đức Cố vắng mặt, và lần này là kỷ niệm lần thứ 150 năm, và hôm nay là ngày 21 tháng 2 năm 2023. Cái này mình sắp mình làm cái gì con? Nấu cháo, sắp còn lụ để nấu nấu cháo. Là tối nay nấu cháo. Dạ dạ. Chú đâu mình chú qua, chú quay à? Quê của em ở Tân Châu quá. Dạ. Rồi chúc mấy cô nhiều sức khỏe làm từ thiện mấy cô. Dạ dạ. Dạ dạ. Ở đây là khu vực nấu ở trong bếp nè quý vị. Hàng ngàn cô bác từ khắp mọi nơi là trở về đây dự lễ, và cô bác làm việc từ thiện rất là tích cực và trong gương mặt rất là vui tươi quý vị. Tất cả đều là không đồng cả. Thank you.
mình ở đâu mà đi làm từ thiện gì con? Ở đây luôn. Dạ, quý quá quý rồi. Dạ. Dạ. Cái này là quê hương của đứa cố luôn đúng không? Này. Dạ. Và đây là mâm cơm luôn vậy.